Ngày nay, quan lại từ nhỏ đến lớn của huyện Cảnh An đều đã về quê, đều liều mạng gom bạc vào hầu bao của riêng mình nếu như ngày nào đó mà bị phơi bày ra. Người ra pháp trường chẳng phải là chúng ta hay sao? Ông nói như vậy, không sợ ta dách mạch trần hay sao? Tôi nghe nói Thạch Gia Sơn đã đo hơn 1.000 mẫu đất mới khẩn quan, nhưng mà các ông lại trình báo lên Mã Đại Nhân chỉ có 800 mẫu. Vậy số bạc trưng thu thuế của 200 mẫu đất còn lại đã đi đâu? Chuyện này ông cũng biết sao? Chuyện ngân lượng giấu được kẻ khác, không giấu được Đỗ Đại Nhân. Chuyện này do nha môn huyện Cảnh An các người làm, chính là phạm vào nguy cơ mất đầu đó. Ê Lý quản gia, câu này của ông có hơi nặng lời rồi. Công việc nặng nhọc đều là do bọn tôi làm, bọn tôi chỉ ăn chút bạc lẻ cũng đâu có quá đáng. Hơn nữa thì Mã Đại Nhân, Đỗ Đại Nhân đã ăn một khoản lớn, còn sót lại chút cặn cho đám tay sai nhỏ bé này ăn đỡ thèm. Tôi nói một câu khó nghe hơn chút, chính là Đỗ Đại Nhân đi ngoài thì tôi hứng thôi. Nếu tôi có thể hứng được á, thì đó chính là của tôi. Hả? Chọc ông đi một chút thôi. Nè, không phải sao? Tôi nói ông nghe, những cái mà ông hứng không phải là cặn, đó là một mẫu bánh. Nhưng mà Đỗ Đại Nhân sẽ không lấy lại số ngân lượng từ trong tay của ông đâu. Tôi nói như vậy là muốn nhắc nhở ông một câu, đừng làm chuyện gì quá đáng, nếu không thì mã đao sẽ cứa xuống đó. Mã đao? Chính là Mã Kỳ Môn Đại Nhân. Nói với ông thế này đi, Đỗ Tiêu đó cũng giống Lý Đường tôi đây, chẳng qua chỉ là chân sai vặt thôi. Tổng quan gia của tỉnh Chiết Giang này chính là Mã Kỳ Môn. Mã Đại Nhân nhét nhiều ngân lượng như vậy vào túi riêng rồi. Ôi, ông nói xem túi phải lớn cỡ nào mới làm được như vậy. Tôi tới Cảnh An tìm ông chính là nhắc nhở ông một tiếng, tiền thuế bạc các người trưng thu từ huyện Cảnh An toàn bộ phải chuyển vào huyện Tiền Đường, hiểu rõ chưa? Chuyện này Đỗ Đại Nhân đã căn dặn rồi. Vậy thì tốt, tối mai sẽ có một người tên Đậu Gia tới tìm ông, từ lúc đó cứ chuyển hết ngân lượng lên thuyền của ông ta. Đậu Gia? Ừ, đó chính là ông chủ tàu danh tiếng lừng lẫy đó hả? Chính là ông ấy. Dịch quán. Dịch quán, hãy đưa lá thư này tới Tiền Đường bằng tốc độ nhanh nhất, chính tay giao cho Triều Huyện Cốc Sơn. Hạ quan nhất định hoàn thành nhiệm vụ này. Cho. Cho. Dạ. Hả? Thấy phe ngựa này thế nào? Được. Lão Mộc, đồ dùng đã chuẩn bị xong chưa? Xin cứ yên tâm, chuẩn bị xong rồi. Tranh thủ thời gian. Dạ. Nhanh chóng lên đường, đi mau. Dạ. Ây dạ, lão già, người cẩn thận chút. Cẩn thận. Người vẫn còn giận sao? Giận có lợi ích gì chứ? Đều là học trò của ta, mà chính ta đã không dạy dỗ nên người. Sao cha vẫn còn nghĩ tới Đỗ Tiêu chứ? Cha cũng không nghĩ thử mà xem, Mã Kỳ Môn mới là tổng quan gia dơ dét của dân. Chắc Lý Đường nói rất đúng, Mã Kỳ Môn cùng lắm cũng chỉ là tên lâu la, tổng quản thật sự là nộp thân. Vậy giờ chúng ta đi đâu đây? Chà. Về kinh thành, nếu còn không ngăn cản họ, dạng dân để thanh khai quan, tăng lương thực bảo vệ ruộng chỉ là giấc mộng kê vàng. Về những chuyện mà chúng ta biết được này, có nên nói cho Cốc Sơn biết không? Phải nói với Cốc Sơn để bọn họ có sự chuẩn bị. Lá cờ trại khai quan này tuyệt đối không thể rớt xuống. Trong lá thư mật Đỗ Tiêu nói, Lưu Thống Huân đã xuất hiện ở Cảnh An Chiết Giang, hơn nữa còn chính mắt chứng kiến chuyện mà các quan viên âm thầm đo đạc thu thuế. Nếu trở về kinh thành diễn kiến hoàng thượng, giả sử đúng như những gì Đỗ Tiêu nói,
Vậy thì ông ta tìm hoàng thượng tố cáo chuyện này. Vậy thì lần này nhát dao hoàng thượng chém xuống sẽ hướng vào đầu của Phan Bắc Chỉ ta rồi. Không, là đầu của Nục Trung Đường. Lưu Tống Huân từ quan rời kinh, còn không phải là vì Nục Trung Đường dẫn đầu các bá quan văn võ gia trộm ta sao? Ông ta vì để tránh né lưỡi dao nhọn của Nục Trung Đường mới từ quan ở ẩn. Nhưng mà ông ta đi như vậy cũng khiến cho Nục Trung Đường lơ là. Nhưng mà có ai ngờ đây là lấy lùi làm tiến, chờ thời cơ phản công. Trước mắt xem ra âm mưu tên què họ Lưu này đã đạt thành rồi. Chúng ta nên làm sao đây? Hiện nay Nục Trung Đường đang ở Đại Kim Xuyên không về được, cục diện rối rắm này của chúng ta nên xử lý sao đây? Nục Trung Đường không ở đây, đành phải dựa vào Phan đại nhân quyết định dứt khoát rồi. Nếu có chỗ nào cần tới thiết mổ đây, xin ngài cứ dặn dò. Được, cậu vui lòng đợi, ta đi một chút về ngay. Giết Lưu Thống Huân. Lưu Thống Huân ơi, Lưu Thống Huân, lần này số của ông đã tận rồi. Hai người lập tức lên đường, dọc theo quan đạo thẳng vào Chiết Giang. Nếu như gặp được Lưu Thống Huân đại nhân, kéo theo xe ngựa có quan tài màu đỏ, các người cùng với người đánh xe cố gắng bảo vệ an toàn cho Lưu đại nhân ngồi trong xe. Đã hiểu. Thời gian sống của Lưu Tống Huân quá dài rồi, lần này ông ta phải chết. Ê. Ê. Trên mũi tiêu ta đã nhúng vào độc, trúng tiêu chắc chắn chết. Nghe đây, sau khi giết Lưu Tống Huân, đem thủ cấp của ông ta về gặp ta. Công tử yên tâm, lần này Lưu Thống Huân chết chắc rồi. Nghĩa nữ của ông ta là Cầm Y, công phu thật sự rất giỏi. Ngươi không được sơ suất. Mang đủ người chưa? Mang đủ rồi thì tốt. Phòng gian, tính mạng bản thân và cả nhà của Thiết Tiễn Phi ta cùng với thay đổi cục diện trong kế hoạch của Nột Trung Đường, tất cả đều nằm trên vai ngươi. Đã hiểu. Ôi trời, hay vậy đại nhân, đường đi gian nan, vất vả rồi, vất vả rồi. Mã đại nhân, Đỗ đại nhân, mời, mời vào trong. Mời. Mời. Đỗ đại nhân, nói thử xem ngài tính làm như thế nào ở Tiền Đường. Tiền Đường xây dựng một trại khai quang lớn như vậy đã là cắm sào sâu khó nhổ. Nếu muốn đo đạt thu thuế ở Tiền Đường vẫn khó hơn Cảnh Nang, Lệ Thủy, Tuyên Bình, Toại Sương rất là nhiều.
không thể làm được điều đó nếu không tìm cách khác. Tiền đường này là một mảnh xương rất cứng. Phải, chúng ta nếu làm theo những cách xưa cũ, giết gà dọa khỉ, lần lượt đập tan kế hoạch bí mật mở lối trần thương này, khoản này có chỗ khó thực hiện. Ta cho rằng tất cả cần giải quyết dứt điểm. Dựa theo một câu tục ngữ của tiền đường mà thành, đó gọi là ngoài tiệm mài dao, trong tiệm cắt thịt. Nè, người nói xem, con dao này nên mài như thế nào? Còn thịt thì nên cắt như thế nào đây? Phải rồi, Mã đại nhân, mài dao không cần gấp. Đầu tiên phải làm rõ ở đâu là ngoài tiệm, nơi nào là trong tiệm. Đừng có vòng vo nữa, nói cho rõ ràng đi. Gần nhất so với tiền đường chính là Hồ Châu. Hồ Châu có thể xem là ngoài tiệm. Ý của ngài nói chúng ta tới Hồ Châu mài dao trước, sau đó về lại tiền đường cắt thịt hả? Phải. Đỗ đại nhân, chuyện mài dao sao phải ra ngoài tiệm, còn trong tiệm lại không mài được vậy? Ngũ gia biết rồi đó. Nhưng mà Ngũ gia, ngài đã coi thường bên Cốc Sơn rồi. Con người Cốc Sơn hiện nay dưới sự dẫn dắt của Lưu đại nhân, thống lĩnh 5.000 người khai quan. Những người khai quan này giống như một đội quân, rất khó đánh bại. Chúng ta muốn đo đạt đất khai quan, moi hết ngân lượng ra từ trong tay Cốc Sơn thì khó hơn lên trời. Chỉ cần dẫn Cốc Sơn ra ngoài tiệm, mượn máu của Cốc Sơn để mài con dao này, tới lúc đó phần thịt ở trong tiệm sẽ trở nên rối tinh rối mù. Tới khi đó chúng ta sẽ lại giơ dao lên vô cùng dễ dàng để cắt được thịt. Được, đúng rồi đó. Có chuyện gì vậy? Mạnh Hương, gì vậy? Mau qua đây. Qua nghe nè. Các vị hương thân chắc đã nghe nói rồi phải không? Nghe rồi. Huyện gần chỗ chúng ta có người bắt đầu đo đạc thu thuế rồi. Ngoài miệng mọi người không nói, nhưng ta có thể hiểu được trong lòng mọi người nghĩ gì. Sợ con gió này sẽ thổi tới tiền đường chúng ta, đúng không? Phải. Cốc Sơn ta là người thích đi thẳng vào vấn đề. Có vấn đề gì chúng ta cứ thẳng thắn nói ra. Bao nhiêu ngày qua rồi, 5.000 người khai quan ở đây đã khai khẩn được 100.000 mẫu đất. Đúng vậy. Đã chết biết bao nhiêu người. Đúng vậy. Đúng. Đã chết biết bao trâu bò. Đúng vậy. Có người dắt theo một cây thước lớn, nghe nói chúng ta muốn khai khẩn một mẫu đất, bọn họ sẽ tới đo đạc mẫu đó, trưng thu mẫu đó là để làm gì? Lãng cướp. Qua các triều đại luôn có những người như vậy, lấy danh nghĩa của quan phủ dẫn dắt quan binh làm ra những chuyện cướp bóc này. Lần này tới lượt chúng ta rồi, chúng ta cũng không còn đất để cướp được nữa. Hoặc là mọi người kiên trì tới cùng, làm cùng ta, hoặc là liều mãn này giơ cao nông cụ trong tay, liều mãn với bọn họ. Cốc Sơn ta cũng chỉ có một mạng rẻ tiền. Ta đứng trước mặt mọi người, hôm nay ta thề với mọi người, chỉ cần giữ được số ruộng đất này, dù cho ta thịt nát xương tan cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cốc gia. Tiểu Phong Sanh, chuyện gì vậy? Cốc gia, đi thôi. Cẩn thận. Cốc đại nhân. Đây là cái gì vậy? Đây là món đồ gì vậy? Đây là gì vậy? Lạ quá ha. Cái gì không biết? Ở đâu ra pháo vậy? Long đại ma đưa ta ra bờ biển tìm được đó. Bà ấy nói đây là số pháo năm đó dùng đánh cướp biển.
Nhưng đâu có đạn pháo. À đúng rồi, trên đường ngoài huyện không phải có một tiệm thuốc súng sao? Tôi đã từng làm học trò trong tiệm thuốc súng đó. Chuyện làm ra đầu đạn không khó đâu, cứ giao cho tôi làm đi. Được đó, vậy sau khi làm ra đầu đạn thì khẩu pháo này có thể xài được rồi. Chắc chắn là được rồi. Mọi người mệt rồi hả? À, đa tạ mọi người, thật sự đa tạ mọi người. Dạ Phong Phanh, dạ Trung Liễu, tiếp đại mọi người một chút đi, cho họ uống trà. Được, xin mời theo ta. Dạ Trung Liễu uống trà. Đi uống trà đi ha. Đi thôi. Đi. Đi thôi. Cốc đại nhân. Hả? Tôi có chuyện cần nói với ngài. Nói đi. Tôi có một đệ đệ ruột làm lính trong quân danh tỉnh. Tối hôm qua đệ ấy lén lút từ Hàng Châu chạy tới Tiền Đường tìm tôi, báo cho tôi một tin tức, nói rằng Đỗ Tiêu mượn danh nghĩa của quan đô đốc tập hợp được 600 quân binh, trang bị súng kiếp, chuẩn bị càn quét một trận với Trại Khai Quan. Tin tức đáng tin cậy không? Đệ đệ đó của tôi chưa từng nói với tôi bao giờ. Đỗ Tiêu lần này đang muốn liều mạng với chúng ta mà. Nếu bọn họ thật sự tới đây, dựa vào vũ khí trong tay của chúng ta, e là không thể chống đỡ nổi. Chúng ta không thiếu nhân lực, chỉ thiếu vũ khí. Cốc Tri Huyện, tôi lại có ý hay, không biết có được không? Nói đi. Từ Tiền Đường hướng về bắc vài chục dặm chính là Hồ Châu. Nơi đó từ thời nhà Tống tới nay phát triển ngành gương đồng. Dọc theo cầu Lạc Đà có tiệm tráng gương, có hơn 100 tiệm. Mấy năm gần đây, gương thủy tinh Tây Dương đã có bán trên thị trường rồi, nhưng người sử dụng thì ít. Các chuyên gia chế tạo gương vì mưu sinh, nhiều người đã đổi nghề, dùng nồi sứ có sẵn cùng với nguyên liệu đồng sắt bí mật chế tạo ra súng đạn, tất cả đều xuất lậu ra nước ngoài. Thật sao? Thật đó. Chuyện này lần đầu ta nghe nói, làm sao huynh biết được? Đệ đệ ruột làm lính kia của tôi, mỗi lần ra khơi trên tàu chiến đi tuần biển đều giúp bọn họ vận chuyển lậu vũ khí. Vũ khí do thợ gương làm ra ở Hồ Châu có bao nhiêu loại? Nghe nói không chỉ có súng đạn mà còn có pháo ngầm ếch nữa. Được, vậy chúng ta nhanh chóng tới Hồ Châu trước khi đám người Đỗ Tiêu tới, nghĩ cách tới đó đưa một số vũ khí về đây. Nhưng lấy đâu ra ngân lượng đây? Chuyện ngân lượng thì không cần lo lắng. Thợ gương ở Hồ Châu rất trọng chữ tín, chỉ cần là khách quen tới nhà, mua trước trả sau. Thật sao? Được, tối hôm nay chúng ta sẽ hành động. Đại gia. Đại gia. Hả? Tại sao phải cưa sừng trâu vậy?
Thấy hai vị đây cũng không phải là người đo đạc thu thuế, tôi nói thật cho hai người biết vậy. Thôn làng Hồ Châu khai quang rộng, chỉ mới vài tháng đã khai khẩn được 100.000 mẫu đất cằn cỗi, người dân nơi này vô cùng vui mừng. Nhưng mà quan viên của nha môn dẫn theo đám nha dịch, bọn họ muốn đo đạc thu thuế đối với đất quan mà chúng tôi khai khẩn. Người dân không muốn vậy vì bảo vệ đất quan không cho bọn họ đo đạc. Nhưng mà nghe nói trong kinh thành có một vị quan tên là Đỗ Tiêu, đô đốc đại nhân. Đỗ Tiêu? Sao vậy? Chẳng lẽ hai người cũng quen sao? Chỉ là từng nghe qua cái tên này thôi. Phải, chính là con người gian ác này. Hắn đã nghĩ ra một cách vô cùng xấu xa, những ai không chịu thu thuế và không chịu cho bọn họ đo đạc. Dù cho khai khẩn ra bao nhiêu đất quan, tất cả đều tính thuế vào sần của trâu bò. Một cặp sần trâu sẽ thu về 7/3 ly. Trong lòng người dân ai cũng hoảng loạn, vì để trốn thuế chỉ đành cưa bỏ phần sần trâu của chúng tôi. Tên đại nhân ác nhân này, ép người, nếu không ép ra được ngân lượng thì ép trâu ra đổi lấy ngân lượng. Nếu luật thu thuế này được áp dụng ở khắp mọi nơi, thật đúng là một thảm họa mà. Ai còn muốn khai quang nữa? Ai còn muốn vất vả bỏ công sức ra tạo dựng ruộng chứ? Ai còn muốn bào đá nhọn bất kể ngày đêm, xông vào bụi gai, khai thông nước, một tấc đất một giọt mồ hôi có thể làm nên ruộng đất trồng trọt mà. Sân của trâu cày ruộng đều bị cưa rồi, trong thiên hạ sẽ không còn trâu cày ruộng nữa. Đại gia, trâu bò vẫn là động vật của nước nhà, lương thực người trong thiên hạ đang ăn, người được trưởng thành cũng nhờ sức của chúng. Sao có thể cưa đi sừng trâu của chúng được chứ? Người nghĩ ra được cách này, đúng là mất hết tính người mà. Ngựa ơi, đây, ăn nhiều vào. Diệp Thư Biển, Diệp Thư Biển, huynh làm sao? Tên tiểu nhân nhỏ nhoi này chết hay không chết không liên quan gì tới ta. Nhưng nếu là người cản đường của ta thì chắc chắn hắn phải chết. Số làm quan tốt đó. Phải. Lẽ ra đệ nên nghĩ cho kỹ. Tại sao chỉ trong cách một năm đệ vẫn chỉ là một tri huyện tiền đường, còn ta đã là một lang trung ngũ phẩm rồi? Chuyện huynh làm ở Cảnh An, Lưu đại nhân đã nói với ta rồi. Ban đầu ta không dám tin, bây giờ ta không thể không tin. Huynh thay đổi rồi, thay đổi tới mức ta không nhận ra nữa. Huynh nói thật cho ta biết đi, ý tưởng lấy sừng trâu thu thuế này là của huynh sao? Ý tưởng hay như vậy, ngoại trừ Đỗ Tiêu, Đỗ đại nhân ta ra, trong thiên hạ còn ai có thể nghĩ ra được chứ? Đỗ Tiêu, huynh không xứng làm quan. Đại phiến tử,
hay lắm. Hôm nay đã tới đủ rồi. Luật Đại Thanh, điều 184, bất kỳ ai gia tăng nỗi khổ cho dân khiến dân không thể không tố cáo cách chức, mãi không bổ nhiệm lại. Còn với quan viên, dù là quan văn hay võ hay có quan hệ, nếu có hành vi bất chính, cách chức theo lẽ phải. Đỗ Tiêu, bây giờ đường lui duy nhất của huynh chính là tự thú với triều đình. Tự thú hả? Huynh thân là một đô đốc đại quan, mang theo cờ hiệu của đại quan che giấu triều đình, đo đạc thu thuế khắp nơi, không phải vì chút ngân lượng sao? Trong luật Đại Thanh còn viết tham ô 22 ngân lượng sẽ bị lưu đày, 42 thì bị chém đầu. Nếu ở nỗi không đủ phạt, nghiêm khắc tìm tang vật tới khi tán gia bại sản, dù bất cứ nguyên nhân gì, chỉ cần trữ tang vật, xử treo cổ. Treo cổ? Được. Hôm nay ta lại muốn xem ba người tới Từ Ninh cổ tháp chúng ta, ai chết trước. Đại phi tử, Đỗ Tiêu, nếu huynh còn chút lương tâm làm người tốt thì hãy mang theo sừng trâu này lên kinh thành xin tội với triều đình đi. Công sơn, để nhớ kỹ cho ta, kẻ nào dám cản đường ta, kẻ đó phải chết. Lưu đại nhân đã chết trên đường về kinh rồi, sau này không còn ai bảo vệ để nữa đâu. Nói bậy. Sẽ không còn ai cản đường Đỗ Tiêu ta nữa rồi. Rồi đầu tiên này, ta muốn hỏi thử ông trời, tại sao ông cứ nhất định phụ bạc ý chí này của ta. Rồi thứ hai, ta muốn hỏi hổ địa, xem ông còn muốn cản đường ta thăng quan tiến chức hay không. Rồi thứ ba, Sơn, từ nay về sau huynh đệ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Thiếp chưa từng giữ ai, chỉ giữ một mình Thiết công tử. Ai? Vào đi. Thiết công tử. Người đã chết chưa? Thất thủ rồi. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Ở nửa đường, tôi cướp được xe ngựa của Lưu Thống Huân, ra tay đánh nhau với nhà đầu thúi cầm y kia. Mặc dù tôi đã loại được vật cản đường này, nhưng con ngựa ông ta đột nhiên giật mình, người và ngựa đều rơi xuống vách đá. Tôi tưởng ông ta chết rồi, nhưng mà tôi lại không tìm được thi thể. Đã rơi xuống vách đá rồi mà ông ta vẫn còn chưa chết sao? Không thấy thi thể, chính là vẫn còn sống. Đây là quy tắc của chúng tôi trong ngành này. Sau khi ngươi thất bại, có gặp được Mã Kiều Môn không? Chuyện này thì không, không tìm được thi thể nên tôi lập tức trở về gặp ngài. Phùng Nhân, lần này ngươi gây quả lớn rồi. Nếu Lưu Thống Quân từ Triết Giang về được kinh thành, đem chuyện đo đạt thu thuế báo lên cho hoàng thượng, đừng nói là Thiết Tiễn Phi ta, ngay cả Nộp Thân, Phan Bắc Chỉ, Mã Kiều Môn, phải rồi, thêm cả Đỗ Tiêu kia nữa, cả một nhóm người đều bị ngươi hại. Tôi sẽ đi nghe ngóng thêm. Nếu như gặp được tên rùa già Lưu Thống Huân này, tôi sẽ lập tức giết ông ta. you
ngay cả Cầm Y đã giết rồi mà còn để Lưu Thống Huân sống được sao? Chuyện này sao có thể được chứ? Chỉ cần chúng ta chưa nhìn thấy thi thể của Lưu Thống Huân thì không thể chắc chắn ông ta đã chết. Cũng đúng, chết phải thấy xác, còn phải chôn xuống đất, vậy mới xem như là chết thật. Chuyện này đúng là khó giải quyết mà. Nếu Lưu Thống Huân thật sự vẫn còn sống, cái ông ta mang về kinh thành không chỉ là rắc rối mà là giải bố. Vài tấm giải bố cho đám người chúng ta quấn cái đầu để tang cho Nột đại nhân. Hôm qua ông ta không chết không có nghĩa là hôm nay sống nổi. Lưu Thống Huân đâu phải là chim trường thọ. Về việc giết ông ta, chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Cậu nói xem, nếu ông ta về được tới kinh thành thì sẽ đi đâu? Ta thấy ông ta sẽ không đi đâu hết, chắc chắn trực tiếp vào cung gặp hoàng thượng. Nói như vậy, phải ngăn ông ta vào cung. Không chỉ là bên ngoài cung cần người, trong cung cũng cần người ngăn cản ông ta. Phải, chính cổng thành lớn của kinh thành đều cần phải có người của ta canh giữ. Như vậy một khi nhìn thấy Lưu Thống Huân thì trực tiếp giết chết ông ta. Trong cung cần phải mượn thân tính của cha nuôi canh giữ. Chúng ta canh giữ trong cung, nếu ông ta vào cung cần tiêu diệt ông ta ngay. Hơn nữa cần phải làm vô cùng gọn gàng. Chuyện trong cung thì cậu yên tâm, ta sẽ sai thống lĩnh thị vệ Mao đại nhân đích thân đi làm. Đề đốc Cửu Môn mấy ngày trước vừa thay người, nếu muốn tất cả để sắp xếp là người của ta, e là không đơn giản như vậy. Vẫn mong Thiết công tử phải lao tâm nhiều hơn. Phan đại nhân yên tâm, ta sẽ quy động thuộc hạ của mình canh giữ toàn thành. Một khi nhìn thấy Lưu Thống Huân, lập tức tiễn ông ta về miền Cực Lạc. Nhưng chúng ta cũng phải nên suy nghĩ cho kỹ. Ông nói khi ông ta vào kinh thành, còn có thể tìm được đại thần nào giúp ông ta vào cung không? Trương Đình Ngọc, Thiết Cung Nam, Triệu Hồng Ân đều có khả năng này. Nè, Triệu Hồng Ân vẫn còn trên sông Hoàng chưa về đâu. Còn về cha ta, để ta sắp xếp. Khi ông ta vừa đến cửa, ta sẽ đảm bảo ông ta sẽ không vào được cánh cửa này đâu. Được. Nhưng trước cửa phủ của Trương Đình Ngọc vẫn phải nhờ Phan đại nhân sắp xếp vài thị vệ giả dạng làm người hầu luôn canh giữ trước cửa bên đó. Được, như vậy mới có thể không chút sơ hở. Phải. Lưu Thống Huân hiện nay chỉ là một người dân bình thường, nếu ông ta muốn về tới được kinh thành không thể mặc áo quan. Giết một dân thường giống như giết một con gà vậy, không ai biết kẻ bị giết là ai đâu. Lưu Thống Huân đã qua được một kiếp, nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ tới dưới chân thiên tử phía trước cửa thành, nơi nào cũng đều có sát thủ giết ông ta. Lần này chỉ cần ông ta không trở thành đại bàng, ông ta chắc chắn phải chết. Huống hồ nói đến đôi giày sắt của ông ta, đi trên đường giống như là gió ngựa chạy vậy. Cho dù là ở trong đám đông đi nữa, chúng ta muốn tìm cũng không khó. Phải, tên què này nếu muốn trà trộn qua cửa, chân què của ông ta cũng sẽ làm lộ. Hai chân của ông ta, một dài một ngắn, đi đường còn bị nghiêng một bên. Có giả như thế nào, ông ta cũng không thể nào biến hai chân bằng nhau được. Chỉ dựa vào đây thôi thì dễ tìm lắm. Nhờ Mạo đại nhân thông báo với thuộc hạ, đừng chỉ canh đôi giày sắt đó, còn phải canh đôi vai của ông ta. Chỉ cần có người gian nghiêng đi tới, điều có khả năng là Lưu Thống Huân. Phải, vẫn cần phải chặt chẽ không sợ hở. Đo đạc ở tiền đường Chiết Giang có tin gì hay không? Đã có Đỗ Tiêu ở đó rồi, bây giờ lập tức đi thu ngân lượng. Trước khi Nột đại nhân đi đã từng căn dặn, thu ngân lượng cần làm nhanh. Lỡ như hoàng thượng phát hiện ra, muốn đưa chúng ta ra xử, chúng ta cũng có thể nhanh chóng đem ngân lượng ra mua xác chết trong thiên hạ. Ta gửi thư tiếp cho Đỗ Tiêu rồi, để hắn ta nhanh chóng ra tay. Mối tai họa hàng đầu của chúng ta bây giờ là Lưu Thống Huân. Nếu ông ta không chết thì chúng ta sẽ phải chết. Không thể chần chừ việc giết ông ta, bây giờ ta đi làm ngay. Người đâu? Có nô tài.
cho người chuẩn bị kiệu, lập tức đưa bổn quan đi gặp Mạo đại nhân. Dạ. Muội thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Lần này đi kinh thành hả? Thời gian ông trời cho dân Đại Thanh khai khẩn không còn nhiều nữa. Lúc nãy Quỳnh cũng thấy rồi, bọn họ đo đạc thu thuế của người khai quan, ngay cả sừng trâu cũng không tha. Cho dù muội đi kinh thành, muội nghĩ muội cứu được toàn bộ ruộng đất của Đại Thanh sao? Muội cũng phải thử. Chỉ dựa vào mình muội, một nữ nhân yếu đuối, cố gắng xoay chuyển tình thế, dựa vào một mình muội chắc chắn không được. Nhưng cái muội có thể làm là thức tỉnh nhiều người hơn cùng đi với muội. Bọn muội có thể làm được. Sau khi tới kinh thành, muội muốn gặp ai? Gặp hoàng thượng. Đường đại nhân chết thế nào muội còn nhớ chứ? Muội không gặp được hoàng thượng đâu. Vẫn là câu đó, muội vẫn phải thử. Được, dù cho muội gặp được hoàng thượng và nói cho người biết những gì muội thấy trong trí nhớ, làm sao muội khiến hoàng thượng tin? Làm sao muội khiến đại thần tin muội? Lời của muội nói có thật hay không, có ai chứng minh giùm muội? Muội đã từng nghĩ tới chưa? Cho dù không có một ai tin muội, muội cũng phải nói ra sự thật. Muội có biết hậu quả sau khi nói ra sự thật không? Cầm Y chết rồi, Diệp Thư Biện chết rồi, nghe nói Tôn Gia Cam điên rồi, Lương Thị Chánh đại nhân bị đài ra biên ải, muội tới kinh thành ngay cả nơi dừng chân cũng không có. Càng chưa kể tới sẽ có người giúp muội vào cung. Con người khi gặp chuyện khó khăn sẽ luôn nhớ một câu: trời không tuyệt đường sống của con người. Khi muội trên đường thay trời hành đạo, muội tin sẽ có một con đường sống dành cho muội. Đường cùng cũng là đường. Cốc Sơn, Quỳnh mau về tiền đường đi. Khi Lưu đại nhân chết, Mã Kỳ Môn sẽ không còn phải lo nghĩ, sẽ nhanh chóng đo đạc thu thuế. Ngày thước đo được mở ra cũng là lúc kiếm được tuốt khỏi vỏ. Tới khi đó 5.000 người khai quan ở tiền đường chắc chắn sẽ phẫn nộ phản kháng. Quỳnh phải nhanh trở về, giữ họ lại, giữ ruộng đất lại. Ta biết rồi. Gặp được hoàng thượng, giao sừng trâu này cho người. Quỳnh yên tâm đi. Tới lúc đó muội sẽ tố cả người lẫn trâu cùng một lúc. Vậy muội đi đây. Lần này tạm biệt, không biết có phải là sinh tử chia ly hay không. Chỉ có ông trời biết thôi. Ta chờ muội về. Chờ muội đưa thư quỷ hôn cho ta sẽ. Được. Đợi muội trở về. Bá phụ, xin cáo từ. Đi thông thả. Cha. Đứng lại. Dạ. Mạo đại nhân, có chuyện gì vậy? Đại nội thị vệ sao lại xuất cung ra đây giữ cổng chính vậy? Thị vệ quan nhận được một mật báo, gần đây có thích khách lén vào cung. Bổn quan phụng lệnh sai thị vệ tới canh giữ cửa cung, thấy kẻ nào khả nghi chém ngay không tha. Ông nói vậy là có thích khách. Lão gia. Trương phủ. Chuyện này là sao? Là thế này, trong cung sai thêm vài đại tớ tới phủ chúng ta giúp canh giữ cửa. Tại sao? Nghe nói trại thị vệ nhận được mật báo có thích khách vào cung, nơi nào trong ngoài tử cấm thành cũng được tăng cường thêm sự phòng vệ. Trong cung lo lắng phủ chúng ta sẽ có bất ngờ, nên phái thêm vài tùy tùng tới đây.
trong cung. Phải. Là vị đại nhân nào trong cung nói vậy? Mạo đại nhân. Trong cung có thích khách. Chẳng trách Ngộ Môn lại tăng thêm thị vệ. Mạo đại nhân còn nói rằng là nếu thấy ít người, có thể sai thêm vài người qua đây. Mạo đại nhân suy nghĩ thật chu đáo. Ô, có cái hát kìa. Quá. Hay quá ta. Nơi này tổ chức gì vậy? Đừng có hát rồi. Vui quá đi. Gánh hát kìa. Thật là náo nhiệt quá kìa. Gánh hát kìa. Gánh hát đó. Náo nhiệt quá. Đẹp quá đi. Đúng rồi. Đứng lại. Đi đi. Hả? À, đúng rồi. Náo nhiệt quá. Đúng rồi. Náo nhiệt quá. Qua đây đi. Sao hát quá kìa. Chưa từng thấy bao giờ á. Đúng rồi. Đó 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 đó. Hay quá ha. Nhìn đi, đẹp quá. Ngươi. Gánh hát đó. Mau coi kìa. Ồ, lạ quá ha. Đúng rồi. Nhìn họ kìa. Đẹp thiệt quá. Gánh hát đó. Hay quá. Nhìn lạ ghê. Thấy chưa? Đậu trong mặt ngựa kìa. Kìa 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 đó. Hay thiệt. Chưa từng thấy luôn đó. Náo nhiệt thiệt. Mau qua bên kia coi đi. Wow. Nhìn mặt đẹp quá. Trời ơi. Lưu đại nhân, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta ăn bữa cơm lót dạ trước nha. Tra ban chủ. À, xin nhận của Lưu mổ một đại. Trời ơi, Lưu đại nhân, ngài nói gì vậy hả?